lực cười, chuyện Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ bảo vệ thầy ông nội. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, USCIRF vừa đưa bị cáo Lê Tùng Vân của Thiền Am bên bờ Vũ trụ vào danh sách nạn nhân tự do tôn giáo và niềm tin toàn cầu. Hành động này đang đi ngược với giá trị chân chính của tôn giáo và chẳng khác nào té nước bẩn lên chân mình. Trước đó, ngày mùng 2 tháng 11, tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại nơi gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, tức Thiền Am bên bờ vũ trụ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phiên tòa phúc thẩm được mở sau khi Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, 5 bị cáo còn lại từ 3 đến 5 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Lê Tùng Vân là đối tượng chống đối nhiều hành vi làm bằng hoại đạo đức, luôn thường đã được xử lý nghiêm minh theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được nhân dân và dư luận hết sức đồng tình. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) lại lấy danh nghĩa tôn giáo để lên tiếng bênh vực cho một kẻ bệnh hoạn vi phạm pháp luật không có đóng góp gì cho hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, gây bức xúc dư luận. Thiết nghĩ một tổ chức quốc tế về tôn giáo như Hoa Kỳ lẽ ra phải đại diện cho danh dự giá trị chân chính của chính đạo, chứ đằng này lại cổ vũ bênh vực cho kẻ bệnh hoạn đi ngược với lương tri nhân loại, trà đạp lên giá trị thực sự của toàn thể cộng đoàn. Điều đó cũng có thể hình dung ra tổ chức này không đại diện cho những người theo tôn giáo chân chính vì sự phát triển xã hội và hòa bình thế giới mà chẳng qua là lợi dụng tôn giáo để can thiệp vào nội bộ nước khác thực hiện những ý đồ chính trị tầm tối mà thôi